Thanh Hương bán đạo là em làm kênh hài hước, 90% là tệp nam mà em lại kinh doanh mỹ phẩm, như vậy có đi sai hướng không cô? Hướng thì không sai, nhưng mà content thì sai. Nếu như mà content của em mà thu hút được tệp nữ mà là hài hước thì vẫn đúng. Khi mà các bạn làm ra một cái kênh để bán hàng ấy, thì các bạn hay có một cái suy nghĩ tôi phải làm trực diện vào cái sản phẩm của tôi. Ừ, kiểu như là bây giờ tôi kinh doanh mỹ phẩm, ví dụ như là kem làm trắng da đi, kem trộn ấy, thì tôi phải ngày ngày đêm đêm tôi lên tôi nói về trắng da, tôi nói về kem trộn mới đúng, cái đó đúng. Nhưng mà không có nghĩa là cái khác thì sai. Bởi vì bọn em phải hiểu lấy gì ạ? Kênh nó là một cái cây cầu để chúng ta có thể bắt được một cái nhịp cầu đến với lại cái đối tượng khách hàng mà chúng ta muốn. Cho nên cái đối tượng khách hàng mới là cái quan trọng. Em kinh doanh mỹ phẩm, giả sử như đối tượng khách hàng của em là nữ nhân viên văn phòng, tuổi là từ 18 cho đến 25 tuổi nha. Thế thì cái đối tượng nữ nhân viên văn phòng từ 18 đến 25 tuổi đấy, họ có 1001 cái vấn đề mà họ quan tâm. Em nói bất cứ cái vấn đề gì về họ quan tâm để kéo họ về cái kênh của em thì như thế đều đúng cả, nó đâu có sai. Còn cái việc là em bán mỹ phẩm, em làm cách nào để em đưa được cái mỹ phẩm vào ấy, nó lại là một câu chuyện khác. Thì em vào cái trang TikTok của cô, em xem lại một cái series bài về Saco Content, thì em sẽ biết rằng là khi mình có một kênh thì mình làm sao để mình nói về cái content ở trên kênh đấy. Tức là đây bạn đang nói là về content hài hước ấy, nhưng mình chen được cái mỹ phẩm của mình vào thì mình vẫn bán được hàng bình thường. Cho nên cái quan trọng ở đây là cái quan trọng về tệp khách hàng, chứ chưa quan trọng về cái việc là nó phải đi trực diện vào sản phẩm. Còn đương nhiên là đi trực diện vào sản phẩm thì quá tốt rồi. Làm ra một cái kênh mà về hài hước đâu sao, 1000 là một tình huống hài hước, trong đó bạn nhét mỹ phẩm vào thì cũng khác gì các cái bộ phim nó đang quảng cáo sản phẩm bây giờ đâu mà bọn em. Không có gì khác nhau hết nha. Nhưng nếu như 90% người xem của em là nam thì cái đấy là sai. Đó là em bị sai cái tệp khách hàng tiềm năng. Cho nên là em phải thay đổi cái content lại để cho nó qua nữ thì em mới bán được hàng.